Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài số 22, biến dạng của vật rắn và đặc tính của lò xo. Câu số 1. Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong hình 22.1. Biết rằng hình 22.1A thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên. Các em quan sát, hình 22.1 là ở đây có cái lò xo đang có chiều dài tự nhiên, nghĩa là lò xo này không chịu tác dụng của ngoại lực. Trường hợp này chịu tác dụng của lực ép hai tay, và cái lực ép này hướng vào lò xo thì lò xo sẽ bị nén. Nha. À, thì lúc này á, lò xo này biến dạng nén. Còn trường hợp này ngoại lực tác dụng hướng ra ngoài vật, thì lúc này á, lò xo chịu tác dụng của lực kéo, nghĩa là biến dạng kéo ha, biến dạng kéo. 22.1B cho thấy lò xo biến dạng nén ha. Chỉ có hình 22.1B thôi mới là biến dạng nén ha các em ha. Hình 22.1C lò xo biến dạng giãn hay là biến dạng kéo á. Câu số 2. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa độ biến dạng của vật đàn hồi với lực tác dụng có dạng. Thì các em biết rằng lực đàn hồi nó tỷ lệ thuận với độ biến dạng. Vật càng biến dạng thì lúc này lực đàn hồi nó sẽ càng lớn lên. Không. Tại vì khuynh hướng của vật biến dạng đàn hồi là muốn trở lại hình dạng ban đầu của nó. Do đó lực đàn hồi nó phải ngược chiều với ngoại lực. À, chống lại sự biến dạng nên nó ngược chiều với ngoại lực. Và sự biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. Do đó chúng ta có định luật Hoắc là F bằng K nhân cho delta L. Thì rõ ràng cái K này là hằng số rồi. Nó giống như một cái hàm số Y bằng A nhân X. Do đó các em thấy rằng đây là một đồ thị hàm số bậc nhất. Và đồ thị của nó là hình dáng đi qua góc tọa độ. Đây là F. Đây là delta L. Do đó đồ thị của nó là một cái đường thẳng đi qua góc tọa độ. Nếu không có lực tác dụng một vật thì vật sẽ không biến dạng. Thì ở chỗ này à, đường thẳng đi qua góc tọa độ ha. Câu 3. Hình 22.2 mô tả đồ thị lực tác dụng và độ biến dạng của vật rắn. Giới hạn đàn hồi của vật là điểm nào trên đồ thị? Giới hạn đàn hồi nha các em. Nếu mà lực mà tác dụng vượt qua cái giới hạn đàn hồi á, thì vật sẽ mất tính đàn hồi, tính đàn hồi bị phá hủy. Ở đây các em thấy cái điểm B là cái điểm giới hạn. Nếu chúng ta tác dụng một cái lực lớn hơn thì dẫn đến là đồ thị nó nên là đường cong rồi. Do đó là vật mất đi tính đàn hồi nha. Vậy là điểm B nha các em. Điểm B chính là cái giới hạn đàn hồi ha. Nghĩa là cái đường thẳng nha các em. Nhớ là nếu vật mà còn được cái tính mà đàn hồi á, nghĩa là vật có khả năng biến dạng đàn hồi á, thì đồ thị của nó phải là đường thẳng, đường cong, thì vật sẽ bị mất tính đàn hồi. Câu 1, từ luận. Hãy vẽ cái vector biểu diễn lực do tay tác dụng lên lò xo để lò xo có thể biến dạng nén. Thì rõ ràng các em thấy rằng lúc này là chiều dài lò xo có chiều dài tự nhiên. Nếu chúng ta ép hai đầu thì lúc này á, lực đàn hồi sẽ như thế nào? Biểu diễn lực do tay tác dụng nha. Thì lực cái hướng của ngoại lực phải hướng vào trong vật, nghĩa là cái lực nó sẽ hướng vào đây. Đấy. Thì lúc này lò xo sẽ bị biến dạng nén ha. Câu số 2, hai cái lò xo AB có chiều dài tự nhiên như nhau, được gắn theo treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lượng 2 kg và 4 kg. Nhớ là lò xo như nhau nha. Thì hai lò xo giãn ra và vẫn có chiều dài bằng nhau. So sánh độ cứng của hai lò xo này. Rõ ràng là các em thấy rằng 2 kg và 4 kg mà khi treo vào thì lò xo nó có chiều dài như nhau. Nghĩa là độ biến dạng của nó như nhau. Mà độ biến dạng như nhau á, mà trong khi á là độ biến dạng như nhau. Mà các em thấy rằng trọng lượng của cái vật này sẽ nhỏ hơn so với vật 4 kg này. Do đó độ cứng của cái lò xo
A này nó sẽ nhỏ hơn so với độ cứng lò xo B. Bây giờ chúng ta sẽ biện luận như sau. Các em có ở lò xo A thì chúng ta có lực đàn hồi là KA nhân delta L bằng MA nhân cho G. Chưa? Từ đây thầy sẽ rút ra được delta L thì bằng MA nhân G. À, chia cho KA luôn đi. Thì bằng 2G luôn, cho G 10 luôn nha các em, bằng 20 chia cho KA. Tương tự chúng ta có là KB. Rút luôn nha. Tương tự chúng ta có là KB nhân delta L thì bằng MB nhân G. Tại sao chúng ta có cái đẳng thức này? Thì các em biết rằng khi mà lò xo mà nó giãn ra đứng yên thì lúc này vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lực và lực đàn hồi, hai lực này cân bằng nhau nha. F đàn hồi B. Tương tự trong trường hợp này cũng vậy. Từ đây thầy sẽ rút ra được delta L bằng MB là 4 kg nhân G là 10 chia cho KB thì bằng 40 chia KB. Do từ 1 và 2 nha, do hai cái delta L này bằng nhau nha, tại vì sau khi mà nó cùng chiều dài tự nhiên và nó giãn ra vẫn là chiều dài bằng nhau luôn, do đó delta L bằng nhau. Từ đó chúng ta sẽ có là 20 chia KA bằng 40 chia KB. Thì lập tỷ số KA chia KB hay là KB chia KA cũng được. KB chia KA. Cái này chia cái này thì bằng 40 chia 20 thì bằng 2. Nghĩa là cái lò xo 2 nó cứng gấp đôi so với lò xo B. Rõ ràng hình vẽ các em thấy rằng vật liệu nó làm về kích thước nó dày hơn, coi như gần gấp đôi nha. Nếu cùng vật liệu kích thước dày gấp đôi thì có khả năng mà độ cứng nó sẽ tăng gấp đôi lên. Câu 3. Hình 22.5 mô tả đồ thị biểu diễn sự biến thiên của lực tác dụng theo độ biến dạng của lò xo. Đoạn nào của đồ thị biểu diễn tính đàn hồi của lò xo? Chắc chắn là đoạn OA rồi các em. Đoạn OA là cái đoạn thẳng nha, do đó nó sẽ biểu diễn được tính đàn hồi của lò xo, nghĩa là xo vẫn nằm trong khả năng biến dạng đàn hồi. Và đoạn OA vì đồ thị của nó đường thẳng nha các em. Thiết lập hệ thức giữ lực tác dụng và độ biến dạng của lò xo khi mà lò xo có tính đàn hồi. Khi mà lò xo có tính đàn hồi rồi, chúng ta có được cái biểu thức như sau. F bằng K nhân delta L nha. F bằng K nhân trị đối delta L. Delta L này có thể âm hoặc dương nha. Nếu lò xo biến dạng nén thì delta L âm, còn lò xo biến dạng giãn thì delta L sẽ dương. Do đó trong công thức tính lực đàn hồi các em phải nhớ là có trị đối delta L nha. Câu 4. Hình 22.6 mô tả đồ thị biểu diễn độ biến dạng của hai lò xo A và B theo các lực tác dụng. Lò xo nào có độ cứng lớn hơn và giải thích tại sao? Rõ ràng các em thấy rằng đồ thị biểu diễn cái lực đàn hồi theo độ biến dạng á, nó là một đường thẳng y bằng ax. Nếu hệ số góc k này, a nó càng lớn thì cái độ dốc nó càng cao. Nghĩa là rõ ràng các em thấy rằng cái ka này này, cái kb này, k này kb này, ka này, chắc chắn là ka kb nó phải lớn hơn ka. KB lớn hơn KA. Bây giờ mình giải thích như sau. Nếu cùng một lực tác dụng, giả sử ở đây là một cái lực F nào đó là F0 tác dụng vào, thì rõ ràng các em thấy rằng ở điểm này chúng ta sẽ tìm được độ biến dạng là ứng với là delta L của lò xo B. Tương tự bên này chúng ta có được delta L của lò xo A. Yeah. Nghĩa là cùng một lực tác dụng thì độ biến dạng của lò xo B ít hơn thì suy ra lò xo B sẽ cứng hơn. Từ công thức F bằng K nhân delta L nha, cùng lực tác dụng, nếu cùng một lực F, cùng một lực tác dụng, nếu độ biến dạng delta L càng lớn
thì bắt buộc k nó phải càng nhỏ, à, tại vì á, lực không đổi, delta l càng lớn thì k phải càng nhỏ, càng lớn thì lớn thì k càng nhỏ. Do đó là cùng lực tác dụng thì lúc này độ biến dạng của lò xo B nó nhỏ hơn thì dẫn đến độ cứng nó sẽ lớn hơn. Nha. Câu 5. Gắn chặt một vật nặng lên một cái lò xo thẳng đứng hình 22.7, ép lò xo nén xuống một đoạn và đột ngột thả để vật chuyển động thẳng đứng. Mô tả chuyển động của vật ngay sau, kèm lưỡi, ngay sau khi thả nha. Ngay sau khi thả. Thì các em biết rằng khi mà lò xo có chiều dài tự nhiên, chúng ta đặt vật lên mà chúng ta ép xuống, thì lúc này có một cái lực, có một cái lực đàn hồi như thế này đẩy lên cân bằng với cái lực giữ của tay, cân bằng với một cái lực giữ của tay. Đó, lực này gọi là lực ép đi, ép mọi lực. À, chúng ta lấy tay chúng ta ép xuống, nghĩa là chúng ta có một cái lực giữ của tay sẽ cân bằng với cái lực đàn hồi. Lúc này vật sẽ đứng yên nha. Khi chúng ta chưa thả đó, chưa thả thì vật sẽ đứng yên, vật có vận tốc bằng không, chưa thả nha, vì lực đàn hồi cân bằng với ngoại lực. Nhưng mà nếu chúng ta thả ra thì lúc này cái lực ép đàn hồi này sẽ sinh ra gia tốc ngay sau khi thả nha, ngay sau các em nha, ngay sau khi thả, đúng không? Thì lúc này vật sẽ chịu tác dụng của chỉ có một lực đàn hồi thôi, tại vì khi mình thả ra thì cái lực ép ngoại lực bị biến đi, mất đi rồi. Do đó lúc này lực đàn hồi này nó sẽ làm theo định luật 2 newton á, nó sinh ra gia tốc cho vật, à, vật à, vật ở trên này này, nè, ngay sau khi thả thì lực đàn hồi sinh ra gia tốc cho vật và làm vật chuyển động nhanh dần. Tất nhiên là nó từ vận tốc bằng không chuyển thành khác không là phải chuyển động nhanh dần rồi, đúng không em? Nhanh dần. Nhưng mà sau khi mà cái vật này nó bị không còn tiếp xúc với vật nữa thì lúc này lực đàn hồi không còn nữa. Mà nếu lực đàn hồi không còn nữa thì vật lại chuyển động chậm dần. Tại vì khi mà vật đưa lên cao thì chắc chắn là nó phải chuyển động chậm dần rồi dừng lại, đúng không em? Nhưng mà chỉ có trường hợp là khi mà vật đang tiếp xúc với cái lò xo này và đang chịu tác dụng của lực đàn hồi, nó còn tác dụng lên vật, điểm đặt của lực đàn hồi vẫn còn đặt lên vật thì vật mới chuyển động nhanh dần. Nhưng mà sau khi rời khỏi cái lò xo, không tiếp xúc với lò xo nữa thì lúc này lực đàn hồi không còn đặt lên vật nữa, do đó vật sẽ không chịu tác dụng của lực đàn hồi nữa mà chỉ lúc này chỉ chịu tác dụng của trọng lực nha các em. Khi mà nó rời khỏi lò xo, đây sẽ xử rời khỏi lò xo tới đây, thì lúc này vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thôi. Trọng lực này làm cho vật chuyển động chậm dần do ngược chiều chuyển động nha. Nhưng nên đó là người ta hỏi là ngay sau khi thả thôi các em nha, ngay sau khi thả thì lực đàn hồi vẫn đặt lên trên vật đó và sinh ra gia tốc cho vật và làm cho vật chuyển động nhanh dần. Nhưng mà sau khi mà cái lực đàn hồi không còn đặt lên vật nữa là do nó không còn tiếp xúc với lò xo nữa thì lúc này vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, vì thế vật sẽ chuyển động chậm dần nha. Ở đây mình chỉ nói phát biểu cái trường hợp là ngay sau khi thả thôi. Câu 6. Một học sinh thực hiện thí nghiệm hình 22.8 để đo độ cứng của hai lò xo AB cùng chiều dài tự nhiên, cho biết vật hai vật nặng này có cùng khối lượng. Hãy vẽ cái đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa độ giãn và lực tác dụng của hai lò xo AB trên cùng đồ thị. Ở đây các em lưu ý là lò xo A và lò xo B này, các em kiểm tra lò xo nào có độ cứng lớn hơn thì rõ ràng các em thấy rằng á, hai vật khối lượng giống nhau mà hai cái lò xo như nhau, phải không? Hai lò xo có cùng chiều dài tự nhiên chứ. Nhưng mà các em nhìn vào hình vẽ thì các em thấy lần cái lò xo A nó giãn nhiều hơn, do đó là cái độ cứng nó phải nhỏ hơn, tại vì hai vật này cùng trọng lượng, BA nó bằng BB rồi, đúng không? Chúng ta suy ra được cái gì các em? BA bằng BB thì dẫn đến là ép đàn hồi của vật A nó sẽ bằng ép đàn hồi của vật B nha.
suy ra F đàn hồi A bằng F đàn hồi B. Các em hiểu chỗ này không? Tại vì chúng ta biết rằng khi vật đứng yên á, thì cái BA nó cân bằng với lực đàn hồi, đúng không? Tương tự cái này BB, F đàn hồi B cũng cân bằng với B, B. Do hai vật này cùng khối lượng nên hai cái B này như nhau, dẫn đến hai cái F này là như nhau. Tương đương F đàn hồi thì chúng ta sẽ có KA nhân delta L A bằng KB nhân delta L B. Suy ra KA trên KB sẽ bằng delta L B chia cho delta L A. Do delta L B nó nhỏ hơn, em thấy không? Ban đầu cùng chiều dài nhưng mà các em thấy rằng sau khi kéo vào thì lỗi số A dài hơn, mấy cái này nhỏ hơn 1. Suy ra KA nhỏ hơn KB, à, KA nhỏ hơn KB. Từ đó các em sẽ biết cái đồ thị rất là đơn giản như sau. O này, delta L này, F này, à, đồ thị KA nó KB lớn hơn thì các em vẽ cái độ dốc nó cao hơn nha. KB, B là số B, này là số A. Nhớ là hai đường thẳng này đi vào góc tọa độ nha các em. Đấy. Newton, mét. Yeah. À, thì vẽ sơ đây các em hình dung cái đồ thị nó như thế. Ha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài này. Cảm ơn các em vì cả video nhé. Mến chào các em.